Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió, nên trong 2 ngày tới tiếp tục có mưa dông lúc chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại đây dao động từ 25 đến 35 độ. Sau đó từ ngày 13 khi mưa dông có xu hướng tăng hơn thì nền nhiệt lại giảm nhẹ trở lại. Tương tự trong 2 ngày tới tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ cũng có mưa dông lúc chiều tối. Trong cơn dông người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Nền nhiệt trong 2 ngày tới tại đây dao động từ 24 đến 34 độ. Sau đó cũng từ ngày 13 tháng 6 thì mưa dông sẽ tăng cả về diện và lượng. Cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đi đôi chút. Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới nằm ở rìa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới nên ở đây phổ biến sẽ có mưa rào và dông về chiều tối với lượng không nhiều. Nhưng trong cơn dông vẫn có nguy cơ xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Còn thời tiết ban ngày ở đây vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong hôm nay cũng như 3 ngày tới tiếp tục có mưa dông lúc chiều tối. Trong mưa dông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Ban ngày khu vực có nắng với nền nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh nên vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung về chiều và tối. Có nơi mưa to đến rất to, lượng từ 15 đến 30mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trong cơn dông. Ban ngày trời có nắng mây đan xen nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ trong ngày ở khu vực này dao động chủ yếu từ 27 đến 30 độ. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, tại đây trong hôm nay cũng như 3 ngày tới đều có mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 30mm, có nơi cao hơn. Trong mưa dông cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Ban ngày khu vực có nắng với mức nhiệt trưa chiều dao động ở xung quanh ngưỡng 30 đến 33 độ.